4 lần là chủ nhân giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man United. Suốt một thời gian dài, thủ thành người Tây Ban Nha là cầu thủ duy nhất ở đội bóng chủ sân Old Trafford thi đấu ổn định ở đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, từ một người anh hùng, anh dần trở thành chủ đề cho những bình luận chỉ trích của người hâm mộ bởi sự sa sút phong độ. Khi Dean Henderson đã trở về Man United và sẵn sàng cạnh tranh vị trí số 1, mùa giải 2020-2021 sẽ là một trong những bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp của De Gea. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình được đính kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Trong bóng đá, vị trí thủ môn luôn là cầu thủ cô đơn và áp lực nhất trên sân. Cô đơn khi đồng đội ghi bàn chỉ có thể ăn mừng một mình, và áp lực khi có nhiệm vụ bảo vệ khung gỗ của đội nhà trước những cú dứt điểm của đối thủ. Tuy nhiên, họ vẫn chấp nhận vai trò của mình, luôn thầm lặng cống hiến hết mình cho đội bóng. Và hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn điểm danh top 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Bert Leno, một bản hợp đồng trị giá 22 triệu euro mang tên Bert Leno được Arsenal mang về năm 2018, mang lại rất nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ đội bóng pháo thủ. Đến với sân Emirates với tư cách là một trong những thủ môn xuất sắc nhất Bundesliga nhiều năm liên tiếp, Leno được hy vọng sẽ thay thế trực tiếp người đàn anh Peter Cech, và thủ môn này đã làm được điều đó khi chứng tỏ được bản thân với màn trình diễn chói sáng trong 3 mùa giải trở lại cho Arsenal. Wojciech Szczęsny là một trong những thủ môn xuất sắc nhất châu Âu và là thủ môn số 1 của Juventus hiện nay. Tính tới thời điểm hiện tại, thủ thành người Ba Lan đã bắt cho Juventus 88 trận và có tới 42 trận anh giữ sạch lưới. Một thống kê khá ấn tượng khác về Szczęsny khi tại mùa giải 2019-2020, anh có tỷ lệ cản phá cao thứ nhì 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 79,8%. Đó là minh chứng rõ ràng nhất về tài năng của thủ thành hàng đầu thế giới này. Dan Sommer, một thủ môn không mấy nổi tiếng về tên tuổi, nhưng nếu là người luôn theo dõi và quan tâm đến cầu thủ này, thì bạn sẽ thấy rõ được tài năng đỉnh cao của anh. Đó là Dan Sommer, thủ môn mang quốc tịch Thụy Sĩ, đang chơi cho câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach tại Bundesliga. Khi mà cuộc đua về tài năng ở vị trí thủ môn tại Bundesliga luôn bị Manuel Neuer áp đảo, thì sự xuất hiện của Sommer đã khiến cuộc đua trở nên cân bằng hơn khi màn trình diễn đẳng cấp của anh đã thuyết phục tất cả, và anh từng được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất lượt đi Bundesliga 2018-2019. Dean Henderson là một thủ môn trẻ tài năng đang thuộc biên chế câu lạc bộ Manchester United. Mặc dù không có nhiều cơ hội ra sân cho Quỷ Đỏ và phải thi đấu theo dạng cho mượn ở Sheffield, nhưng ở mỗi trận đấu anh góp mặt, cầu thủ 23 tuổi luôn thể hiện những màn trình diễn tốt nhất của mình. Đặc biệt, màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong màu áo Sheffield ở hai mùa giải với 13 lần giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh. Chính vì thế, Manchester United đã quyết định giữ lại anh với hy vọng anh sẽ thay thế hoàn hảo cho một De Gea đã sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.
brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Killer Navas. Killer Navas từng là người gác đền số 1 trong khung gỗ câu lạc bộ Real Madrid thời kỳ Zinedine Zidane nắm quyền. Và khi anh chuyển sang chơi cho Paris Saint-Germain, anh vẫn cho thấy phong độ đỉnh cao của mình và trở thành bức tường vững chắc cho đội chủ sân công viên các hoàng tử. Tính đến thời điểm hiện tại, anh thi đấu 33 trận cho Paris Saint-Germain và có tới 19 trận giữ sạch lưới, với khả năng cản phá 79%, góp công lớn cho hành trình tiến vào trận chung kết Champions League 2019-2020 của Paris Saint-Germain. Đáng tiếc, anh không thể có cho mình chức vô địch C1 lần thứ tư trong sự nghiệp khi PSG phải nhận thất bại 1-0 trước Bayern Munich. Alisson Becker. Trong hai mùa giải đại thành công của Liverpool khi vô địch Champions League 2018-2019 và vô địch Ngoại hạng Anh 2019-2020, không thể không nhắc tới sự cống hiến đỉnh cao của thủ thành người Brazil Alisson Becker, một trong những thủ môn xuất sắc nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Chính anh cùng với trung vệ Virgil van Dijk đã biến khu vực cấm địa của Liverpool trở thành vùng đất khó xâm phạm nhất làng tốt cầu. Một trong những bản hợp đồng chất lượng mà Liverpool có được với những thành tích ấn tượng của thủ môn này chỉ sau 2 năm về đội bóng. Thibaut Courtois mang trình diễn chói sáng, góp công lớn đưa đội tuyển Mỹ giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2018 trên đất nước Nga, đã thuyết phục đội bóng hoàng gia Real Madrid đưa Thibaut Courtois về Bernabeu. Cho dù trải qua mùa giải không mấy thành công cùng Real trong mùa giải đầu tiên, nhưng ở mùa giải thứ hai, anh đã lột xác hoàn toàn khi trở thành thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, góp công lớn cho hành trình lên ngôi vô địch La Liga lần thứ 34 của Real Madrid. Đứng lên từ thất bại đã cho thấy tài năng và bản lĩnh của thủ môn hàng đầu thế giới Thibaut Courtois. Marc-André Ter Stegen là thủ môn số 1 của Barcelona thời điểm hiện tại. Không chỉ cản phá xuất thần, Stegen còn sở hữu khả năng phát động tấn công cực tốt của mình, với khả năng chuyền bóng chính xác lên tới 82,2% tại mùa 2019-2020 đã giúp Barcelona sở hữu những pha bóng tấn công sắc bén từ những cuộc phát động tấn công của anh. Là một thủ môn xuất sắc bên cạnh thế hệ của Neuer, một minh chứng rõ ràng cho thấy Đức đang là nơi sản sinh ra rất nhiều thủ môn tài năng hàng đầu thế giới. Manuel Neuer, và đây chính là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại. Manuel Neuer, nhà vô địch World Cup 2014, sở hữu cho mình phong cách chơi bóng độc đáo khi vừa là thủ môn vừa chơi như một trung vệ. Tất cả đã được thủ thành người Đức tạo nên trong một cuộc cách mạng về vai trò của một thủ môn trong trận đấu. Khả năng cản phá tuyệt vời cùng với pha ra vào hợp lý và có thể phát động tấn công cực tốt, tất cả đã tạo nên một thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Jan Oblak. Nếu bạn muốn tìm một cầu thủ không mấy khoa trương, luôn biết hy sinh cống hiến thầm lặng cho đội bóng, thì người đầu tiên tôi muốn kể đến đó chính là thủ thành Jan Oblak đang khoác áo Atletico Madrid. Một thủ môn mặc dù không được tung hô quá nhiều, nhưng về khả năng chuyên môn của anh không hề kém cạnh bất kỳ thủ môn hàng đầu thế giới nào. Với khả năng chọn vị trí bắt bóng cực tốt và độ phản xạ xuất thần đã giúp anh trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ, một người hùng thầm lặng của đội bóng thành Madrid. Okay.
Như vậy chúng ta vừa điểm qua 10 cái tên xuất sắc nhất thế giới hiện tại trong khung gỗ. Với sự phát triển ngày càng nhanh của bóng đá thế giới, sự nhìn nhận công bằng của người hâm mộ về mọi vị trí ngày càng được cải thiện, đặc biệt là vị trí thủ môn, khi mà giờ đây vai trò của họ đã được đánh giá chính xác hơn, thừa nhận những cống hiến của họ nhiều hơn thay vì chú tâm vào các tiền đạo như trước kia. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.